Của âm ly trăm triệu. Điều. Anh em đang uh, chiêm ngưỡng một chiếc âm ly 2N. Đây là một cái chiếc âm ly của nem đó. thì uh, cái chiếc âm ly này đang có cái giá em thấy là ở trên mạng nha, search trên mạng ở những cái trang bán chính hãng và những cái thương hiệu rất là lớn bán những đồ 2N ở Việt Nam thì đâu đó nó sẽ có cái rơi vào tầm khoảng độ 98 triệu đến 120 triệu, dao động khoảng đó. Hiện tại thì hôm nay em có một cái dịp uh, lắp một cái thiết bị cho một chú có cái nhà ở ở những cái khu đô thị thiên đường bảo sơn chú ngày xưa sống ở trên bên tây ban nha về thì uh, chú đã có tin tưởng và đưa cho em cái sản phẩm này về để xử lý chú bởi vì là cái sản phẩm này nó đang bị uh, mất mất một bên tức là uh, loa nó chỉ có một bên tiếng thôi và không có, không không có tiếng một bên hạ uh, bệnh gì hỏng không không có gì nặng cả tất cả mọi thứ thì vẫn zin thôi không có gì là nghiêm trọng cả uh, tuy nhiên là em thấy là bỏ ra khi tháo ra một cái máy thì chúng ta sẽ thấy được cái nguyên lý hoạt động của những cái sản phẩm này Bản thân thì em thấy ở đây là sản phẩm này có một cái nguyên lý và cũng như là nó cũng giống hệt với những cái chiếc Ampli Thậm chí là nhìn máy nó còn không được nhiều linh kiện hay thậm chí là không được gấu như cái 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 Việt Nam mình gọi vẫn hay sử dụng Và nếu như mà nhìn với cái như cái thói quen ở Việt Nam mình sử dụng là nhìn những con máy gấu Đặc biệt là những cái chiếc đẩy mà của Mỹ nhá Mà linh kiện nó bệt vào, nó chỉ rơi chỉ hơn chục triệu thôi thì đối với một cái chiếc như này thì chúng ta bảo tầm hơn trăm triệu chiếc này thì thực ra thì người ta đang bán những cái thứ khác chứ không phải là chúng ta bán những cái ở đây thì tuy nhiên là đối với một cái sản phẩm đối với một cái sản phẩm chúng ta không thể đánh giá bằng cái nhìn bên ngoài được mà chúng ta phải đánh giá bởi cái chất lượng mà các sản phẩm nó mang lại vậy chất lượng là gì chất lượng là chất lượng ở những cái chất lượng linh kiện và chất lượng là ở chỗ là khi kết hợp với những cái đôi loa đó thì nó mang lại được cái chất âm như thế nào thì cái đó người ta mang ra đánh giá chất lượng chứ chúng ta không đánh giá cái chất lượng ở ở, ở những cái linh kiện này đó. cũng có từng đã có một cái câu chuyện được đặt ra là ở có một người thợ sửa cơ khí chứ sửa tàu đó thì anh ấy chỉ cầm cái búa anh ấy gõ vào cái cánh quạt của động cơ mà anh ấy có lấy giá 20.000 đô à, ai cũng kêu đắt thì nhưng vấn đề là ở chỗ anh bảo là tôi bán đây là bán kiến thức bán tri thức đó. công của tôi là công kiến thức chứ không phải là cái công mà tôi cầm cái búa tôi gõ vấn đề là đúng là như vậy thì tại sao cái anh không cầm cái búa của các anh gõ đi để cho nó chạy được thì đó với với một cái sản phẩm như này thì chúng ta sẽ liên quan và chúng ta sẽ thấy được đó chính là cái giá trị của cái sản phẩm này mang lại chứ không phải là nhìn ở bên ngoài vì nhìn bên ngoài này thì thực sự ra cái máy này nó chả có cái gì đặc biệt đúng không đó thế tuy nhiên là một cái đồ chất lượng thì em đang thấy rằng những cái linh kiện thì họ sử dụng linh kiện hoàn toàn không giống như những cái linh kiện bình thường của chúng ta mà đều sử dụng linh kiện trong hai n tức là những cái linh kiện được kiểm định và và rất là ngặt ngào trong những cái vấn đề về chất lượng nên là âm thanh nó mang lại thì khẳng định là nó sẽ khác 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 so với những cái sản phẩm bình thường đó là những cái mà em thấy được những cái gia công để thấy được ở đây và các sản phẩm này thì em đang thấy rằng là của chú nó đang bị lỗi một cái phần khóa tiếng đầu vào để giữ nguyên bản lại các cái phần design gia công của sản phẩm để giữ nguyên bản lại nhé tất cả những cái phần design của sản phẩm từ những cái con sò em cũng không muốn tháo ra bởi vì khi chúng ta tháo ra nên cho cái sự lệch lạc mà nó sẽ không còn được nguyên bản như này đâu đó là mong muốn sửa của em là em muốn sửa cho chú là phải giữ nguyên hết thì đằng nào cái con linh kiện này nó cũng hỏng rồi thì em sử dụng phương pháp là em cắt chân để em cắt chân sau đó đây là một cái con ic chuyển mạch nhá chuyển mạch đầu vào hiện tại thì đang lỗi lệnh bú te đó. thì à, em sẽ cắt chân đi và em sẽ hút thiếc rồi em lấy linh kiện lấy con, con linh kiện mới tất nhiên là mua thì cũng phải linh, mua linh kiện chính hãng rồi chứ đối với những cái sản phẩm đắt tiền như thế này chả có lý do gì mà tao mua linh kiện rẻ cả à, và em sẽ hút rỗng lỗ xong là chúng ta sẽ hàn lại thì như vậy là toàn bộ cái vỉ mạch này và từ những cái keo tàn nhiệt và những con ốc và các thứ nó sẽ còn được giữ nguyên và vẫn đảm bảo được về mặt kỹ thuật cũng như là về mặt thẩm mỹ bởi vì à, trong những cái thiết bị hai n thì ngoài những cái uh, Ngoài những cái um, chất lượng linh kiện ra thì sự bố trí, sự design của người ta nó cũng rất quan trọng Thậm chí là nó còn để xử lý chống nhiễu nữa Cho nên là khi làm những cái sản phẩm này là chúng ta gần, gần như là hết sức phải, phải uh, lưu ý ở những cái đó Sản phẩm này thì em đang thấy là đang được sử dụng uh, sò SK3519 uh, và 1386 Cái sò SK hay sò gì thì với em thì khả năng là nó cũng chú tạo không cần phải để ý nhiều để Tuy nhiên là để tổng thể tạo nên một cái sản phẩm và cái sản phẩm nó mang lại và tạo được cái chất lượng âm thanh như thế nào thì nó phải cần phải có cái sự kết hợp tổng thể của tất cả một cái khối linh kiện như thế này mà chúng ta sẽ thấy là nhìn những cái đồ của người ta nó rất là sắc nét nhé tiền nào của đây đồ xịn nó khác mà ừ. nếu mà ở Việt Nam mà chúng ta nhìn những con như này thì chúng ta sẽ thấy bảo rằng là ủ rồi linh kiện mình chắc giả sử nhá giả sử mà đây là sản phẩm của Việt Nam làm thì chúng ta sẽ chê ngay bảo là mấy ông Việt Nam là làm linh kiện đổ ngà đổ nghiêng đổ xuôi đổ ngược các kiểu Ừ, thế nhưng vấn đề là ở chỗ là đây lại là một sản phẩm từ nước ngoài làm, đấy cho nên là chúng ta sẽ bỏ qua những cái soi mói về những cái đó đi bởi vì người ta tất cả người ta để nghiêng như này đều có lý do, để nghiêng như này đều có lý do cả. Đây là một cái sản phẩm mà em thấy là cái giá trị cực kỳ lớn. Mà nếu chỉ nhìn vào như này mà chúng ta bảo là nó đắt thì chắc chắn là những anh em hai en sẽ không bao giờ mua rồi đúng không? Mà đồ hai en nó đắt thì anh em cũng biết là nó đắt như thế nào rồi. Đấy, vậy là em muốn đã chia sẻ cũng như quay ở đây để tất cả những anh em chúng ta nhìn thấy được cái đồ hai em bên trong nó như thế nào. Một lần nữa rất là chân thành cảm ơn anh em đã có theo dõi video clip này. Sau khi em sửa xong thì bây giờ nó đã có tiếng cả hai loa rồi đấy ạ. À, đây là một vế và đây là một vế thì em sẽ thử như sau. Anh em sẽ thấy này. Đó, đã có tiếng loa bên này này. Đó và chúng ta thử sang bên này. Khi chúng ta thử sang bên này sẽ có tiếng bên này. Đó. Như vậy là hiện tại là hai loa bây giờ đã hoạt động hoàn toàn bình thường. Đây. đó anh em thấy là hai loa bây giờ đã hoạt động hoàn toàn bình thường vậy là chúng ta đã làm thành công chiếc cam ly à, với à, giữ nguyên lại tất cả mọi thứ được cho chú à, rất là chân thành cảm ơn mọi người và nếu anh em muốn mua cho mình những cái sản phẩm karaoke chính hãng thì hoàn toàn có thể liên hệ bên em qua số điện thoại là 0345 265 888 Audio TMX. Nhá. chân thành cảm ơn mọi người